một siêu phẩm trên dòng gỗ quý hiếm. Và chắc chắn hẳn khi mà nhắc tới dòng gỗ này thì rất là nhiều anh em biết tới, và đặc biệt hơn nữa những anh em nào là tín đồ của dòng gỗ xưa thì chắc chắn là anh em không hề bỏ qua. Và đây là một cái dòng gỗ xưa Bắc Đỏ, một cái dòng gỗ mà cho ra vân gỗ rất là đẹp, và để hình thành ra được một cái phôi gỗ hàng tinh nõi, hàng gốc cây liền thân như này mà to thì chắc chắn là rất là hiếm. Và để mà có được một cái phôi gỗ như thế này thì chắc chắn là cái phôi gỗ cũng đã phải trải qua rất là nhiều năm tháng, trải qua phải mấy trăm năm thì mới có thể cho ra được một cái phôi gỗ hàng tinh nõi to như này. Và nếu như mà anh em biết tới bên em Tượng Gỗ Sổn Hồng thì chắc chắn là anh em cũng đã không lạ lẫm gì với những tác phẩm tượng đạt ma. Bên em tự tin là một cơ sở chuyên điêu khắc và chế tác ra những tác phẩm tượng đạt ma ở đỉnh cao, và cũng như là hàng sưu tầm để anh em có thể sở hữu. Và bước này của em ngày hôm nay đây đó là một mẫu tác phẩm ngài đạt ma đục ngũ nghê coi nhá, ngài đạt ma phục ngũ nghê. Bình thường thì đạt ma có thêm linh vật rồng và cũng như là có một linh vật vân sư thôi, hoặc thậm chí là chỉ có 2 đến 3 thôi. Nhưng bước này của em thì đục lên tới là 5 chú nghê. Đấy, có nghĩa là khi mà trấn trạch trừ tà thì sẽ ít 5 lần lên. Đấy, trấn trạch trừ tà rất tốt các bác nhá. Và nếu như mà nói về phong thủy thì tượng đạt ma cũng là một trong những tác phẩm về phong thủy trấn trạch trừ tà tốt nhất. Và bước này sau khi hoàn thiện thành phẩm xong thì vẫn còn có chiều cao lên tới là 95, chiều ngang 48 và chiều sâu cho em tác phẩm là 43, và đục liền lạc tứ diện. Đấy, đương nhiên rồi, trên một cái phôi gỗ to mà hàng gốc liền thân như này thì bên em phải giao cho một người thợ, một người dày dặn kinh nghiệm trong nghề chuyên điêu khắc và chế tác ra những tác phẩm thì mới có thể cho ra một tác phẩm đẹp được. Và tác phẩm này của bên em thì không phải là một người thợ chế tác mà phải có 2 người thợ chế tác lên tác phẩm, đó là hình tượng của đạt ma thì do nghệ nhân Trần Ma chế tác, còn về những linh vật nghê thì một người thợ như chế tác các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ quay kỹ lại gần tác phẩm để các bác có thể được nhìn ngắm cho em từng cái chi tiết mà người thợ thổ hồn vào tác phẩm, và cũng như là chất vân chất gỗ tác phẩm này. Và đầu tiên đó là thần thái diện mạo của ngài đạt ma đây. Ngài đạt ma thì sở hữu một khuôn diện rất là dữ tợn, từ cặp lông mày cho tới bộ râu của ngài thì bên em đục tỉa theo lối xoắn đây. Và để mà đi được những phần sợi râu xoắn hay cũng như là sợi lông mày xoắn như này thì cần có một cái cổ tay thật là mềm dẻo để có thể đi được những sợi râu không hề bị đứt đoạn mà nó đều nhau các bác nhá. Còn thần thái thì ánh mắt của ngài nhìn về xa xăm đây, từng cái lớp nhăn trên khuôn diện của ngài bên em cũng đã đục phô hẳn ra và rất là chân thực. Và ngài đạt ma thì với cái dáng thế gầy gò thì cho nên là ngài với dáng thế đứng nên đục phô ra cả phần sức ngực này, và cũng như là cái tà áo của ngài thì khoác trên thân mình mềm mại sắc nét tỉ mỉ đến từng những chi tiết nhỏ, dù là nhỏ nhất thì cũng bên em cũng không hề bỏ qua. Và trên cổ của ngài thì đang đeo đó là một chuỗi vòng tràng hạt, từng viên vòng tràng hạt của ngài được đeo trên cổ thì bên em cũng đã làm tròn trịa, chặt tỉa thủ công hoàn toàn bằng tay, nhưng mà bên em bo rất là tròn nhá. Và tay của ngài thì đang cầm một chiếc bát đi khất thực, và tay trái thì đang cầm đó là một sợi dây để thuần chú nghê này lại đây. Và ngài đang đứng ở trên một cái thân mình của chú nghê rất to. Nếu như mà đục rời chú nghê ra thì bình thường anh em cũng đã phải bỏ ra một số tiền tầm khoảng mười mấy triệu rồi, mười mấy triệu đồng một chú nghê to như này trên phố xưa nếu như mà làm rồi. Bước này của em thì hiện tại em đang giao lưu với cái mức giá chỉ có 35 triệu đồng thôi, 35 triệu để các bác nhà mình có thể sở hữu cho mình một cái siêu phẩm phải gọi là đẳng cấp, hàng hiếm có khó tìm. Và xung quanh bên rìa thì bên em còn thiết kế đó là những chú nghê nhỏ nữa đang ngậm vào cái phần sợi dây của quả cầu may mắn đây, hay còn gọi là một cái quả cầu mang lại bình an và may mắn cho gia chủ đấy. Tất cả phần vân gỗ là vân gỗ tự nhiên, vân gỗ xưa thì cho ra cái vân gỗ là màu tím, và khi mà hình thành ra được vân gỗ tím như này thì chắc chắn là cái phôi gỗ này của em cực kỳ dài đấy. Và đây là phía mà đằng sau của tác phẩm, mặt đằng trước đã đẹp rồi, mặt phía sau thì cũng không hề kém phần quan trọng. Thì mặt phía sau chủ đạo bên em đục phô ra đó là phần chiếc gậy nón, và cũng như là thân mình của chú nghê phía trên giải mây đây. Phần nón thì bên em đục họa tiết hoa văn, chặt từng cái phần đường gân ná thôi rất là đẹp. Và cũng như tà áo thì có những điểm động chặt sâu xuống và làm cho tác phẩm này có chiều sâu hơn rất là nhiều. Khi mà các bác mình nhìn qua máy quay thì các bác mình chưa được nhìn ngắm kỹ tác phẩm và cũng như là cảm thấy tác phẩm nó không có chiều sâu, chứ bức này em nhìn bên ngoài thì cực kỳ to. Khi mà em trai đứng sau tác phẩm thì chắc chắn là các bác mình cũng có thể cân đối giữa thân mình của em và cũng như tác phẩm này. Để mà có được một cái phôi gỗ xưa đã là quý rồi, và đây là một cái phôi gỗ xưa cực kỳ to và cũng như là hàng gốc liền thân nữa, hoàn thiện lên tác phẩm thành phẩm xong vẫn còn có chiều cao lên tới 95, gần 1 mét. Thì em nghĩ rằng bác nào mà quan tâm và cũng như là mong muốn sở hữu cho mình, đặc biệt hơn nữa bác nào mà chưa có cho mình đó là một tác phẩm đạt ma mà đang quan tâm tới một cái dòng gỗ quý, thì em nghĩ rằng nhanh tay kết nối trực tiếp qua cho em, liên hệ qua 2 đầu số hotline 0789 336 38, đó là số điện thoại của em trai Phạm Hoàng,
và cũng như là 0981 336 38, đó là số điện thoại của em trai Ngô Cường, để bên em có thể kết bạn Zalo, gửi thêm hình ảnh chi tiết và cũng như tư vấn cụ thể hơn. Và em cũng xin phép là kết thúc video tại đây, và hẹn gặp lại các bác nhà mình ở một video kế tiếp. Xin chào ạ.